Tủ bếp acrylic là một trong những lựa chọn phổ biến và sang trọng cho ngôi nhà của bạn. Không chỉ mang lại một vẻ đẹp hiện đại và sự sang trọng cho không gian nhà bếp, mà tủ bếp acrylic còn đảm bảo tính tiện ích và sự bền bỉ trong suốt thời gian dài sử dụng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về những ưu điểm của tủ bếp acrylic, thì Bảo Long Nội thất đẹp sẽ cập nhật cho các bạn bảng giá của tủ bếp acrylic năm 2023 cũng như là ưu nhược điểm của loại tủ này như thế nào trong video ngày hôm nay nhé. Và hãy cùng Bảo Long Nội thất đẹp khám phá những thông tin hữu ích về tủ bếp acrylic và những lợi ích mà nó mang lại cho không gian bếp của bạn qua những nội dung như sau. Tủ bếp acrylic là gì? Ưu điểm của tủ bếp acrylic, nhược điểm của tủ bếp acrylic, các loại tủ bếp acrylic kèm với giá tham khảo. Lưu ý khi làm tủ bếp acrylic. Tủ bếp acrylic là gì? Tủ bếp acrylic còn được gọi là tủ bếp phủ acrylic, là loại tủ bếp có cấu trúc cốt là gỗ. Nó có thể là gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp hoặc là gỗ nhựa, tùy theo nhu cầu sử dụng. Và bề mặt bên ngoài sẽ được phủ một lớp vật liệu nhựa acrylic. Cốt gỗ thường được sử dụng cho tủ bếp acrylic thì bao gồm MDF xanh chống ẩm, SDF hoặc là nhựa picomat. Còn acrylic là một loại nhựa tổng hợp cao cấp, có đặc tính là bền, phẳng mịn và khả năng tái chế cao. Chính vì vậy mà acrylic thường được sử dụng để tạo ra các bề mặt bóng, trong suốt và mịn màng. Và tủ bếp acrylic chính là sản phẩm của sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền của gỗ và vẻ đẹp mịn màng sang trọng của lớp phủ acrylic, giúp tạo nên không gian tủ bếp có thiết kế hiện đại và tiện nghi cho ngôi nhà của bạn. Về ưu điểm của tủ bếp acrylic, trong hàng loạt những tùy chọn tủ bếp hiện nay thì tủ bếp nhựa acrylic đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều gia đình với một số những điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, thiết kế của tủ bếp acrylic đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Một trong những điểm mạnh của tủ bếp nhựa acrylic là sự đa dạng trong mẫu mã và màu sắc. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy tủ bếp acrylic phù hợp với phong cách thiết kế nội thất của ngôi nhà của mình. Với 36 màu sắc khác nhau, từ những màu trơn tinh tế cho đến những màu vân gỗ đẹp mắt, các bạn sẽ có nhiều lựa chọn để tạo nên một căn bếp độc đáo và thẩm mỹ. Thứ hai, tủ bếp acrylic khó chảy xước và dễ lau chùi. Bề mặt của tủ bếp nhựa acrylic có độ bóng cao, cho phép bạn dễ dàng lau chùi các vết chảy xước nhẹ bằng cách đánh bóng nhẹ nhàng. Các bạn sẽ không cần phải sử dụng các sản phẩm chất tẩy mạnh đầy độc hại, mà thay vào đó chỉ cần sử dụng lơ đánh bóng và một chút lực là các bạn có thể giữ cho tủ bếp luôn được sáng bóng và mới mẻ. Thứ ba, tủ bếp acrylic nổi tiếng với độ bền và khả năng chịu lực. Với tính đàn hồi và khả năng chịu lực tốt, tủ bếp nhựa acrylic rất là bền. Nó chịu được nhiệt độ cao mà không bị biến dạng. Bề mặt của tủ bếp acrylic không chỉ chống nước mà còn chống lại các tác động từ hóa chất và lúc chúng ta nấu ăn. Điều này đảm bảo rằng tủ bếp của bạn sẽ luôn giữ được vẻ đẹp bền bỉ trong thời gian dài. Thứ tư, thân thiện với môi trường. Acrylic là một chất liệu thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe. Theo đó thì trong acrylic không có chứa các hạt gỗ và hóa chất độc hại, giúp bảo vệ không gian sống của bạn và môi trường tự nhiên. Thứ năm, sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và tính thực tiễn. Cuối cùng thì tủ bếp nhựa acrylic không chỉ là một sản phẩm đẹp mắt mà còn là một giải pháp thực tiễn cho không gian bếp của bạn. Với tính năng đa dạng, độ bền và tính thân thiện với môi trường, nó kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và tính chất lượng, giúp bạn tạo ra một căn bếp đẹp và chất lượng. Về nhược điểm của tủ bếp acrylic. Thứ nhất, không phù hợp cho không gian nội thất cổ điển. Tủ bếp nhựa acrylic thường có thiết kế hiện đại nhờ vào vẻ ngoài sáng bóng, đầy ấn tượng. Vì vậy mà blog Nội thất đẹp thấy rằng tủ bếp acrylic sẽ không phù hợp cho những ngôi nhà muốn tạo ra một không gian nội thất cổ điển hoặc là vintage. Thứ hai, tủ bếp acrylic có độ chịu ẩm với ở mức trung bình. Đúng là acrylic có khả năng chống nước, tuy nhiên nếu không khí ở quanh tủ bếp có độ ẩm cao trong thời gian dài thì độ bền của hệ tủ bếp acrylic lại có thể bị ảnh hưởng. Thậm chí nếu sử dụng tủ bếp acrylic ở môi trường ẩm ướt trong thời gian dài thì có thể dẫn đến hiện tượng co ngót
hoặc là biến dạng bề mặt của tủ bếp acrylic, các bạn lưu ý nhé. Thứ ba là giá thành tương đối cao. So với một số lựa chọn về tủ bếp khác, tủ bếp nhựa acrylic thường có giá thành cao hơn do cần được sản xuất trên công nghệ và máy móc hiện đại. Vì vậy mà nó có thể làm tăng tổng chi phí thiết kế và xây dựng tủ bếp cho ngôi nhà của bạn. Thứ tư, yêu cầu về thiết bị và kỹ thuật hiện đại. Để làm nội thất từ chất liệu acrylic, các bạn cần các máy móc và kỹ thuật hiện đại với độ chính xác cao. Điều này có thể tăng chi phí sản xuất và lắp đặt tủ bếp. Thứ năm, mức độ chống xước của bề mặt acrylic chỉ ở mức trung bình. Lý do là vì bề mặt sáng bóng của tủ bếp acrylic sẽ làm lộ vết chảy xước, gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một nhược điểm quá lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bóng lại mặt của tủ bếp acrylic và bố trí sử dụng hệ tủ bếp acrylic ở các vị trí mà ít chịu va đập, như là tủ bếp trên chẳng hạn. Các loại tủ bếp acrylic kèm với giá tham khảo. Tủ bếp acrylic là một trong những lựa chọn phổ biến và hiện đại cho mọi ngôi nhà. Với một loạt các tính năng ưu việt và sự đa dạng về màu sắc và thiết kế, tủ bếp acrylic đã thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình và nhà thiết kế nội thất. Sau đây sẽ là một số những loại tủ bếp acrylic và giá cả mà blog Nội thất đẹp muốn chia sẻ với các bạn như sau. 1. Tủ bếp acrylic khung cánh, trên cộng với dưới. Tủ bếp acrylic khung cánh chính là một trong những loại phổ biến nhất. Chúng thường được làm từ gỗ công nghiệp MDF có lõi xanh an cường, nhập khẩu từ Malaysia với độ dày là 18mm. Bề mặt của các cánh tủ sẽ được phủ bởi lớp acrylic bóng gương, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại. Thùng tủ được bao phủ bởi lớp melamin chống xước, giúp bảo vệ bề mặt và làm cho chúng dễ dàng vệ sinh. Phía sau của tủ bếp acrylic bền đẹp này thường được làm bằng chất liệu là aluminium bền đẹp. Và giá của tủ bếp acrylic khung cánh có thể dao động từ 4.500.000 đồng cho đến 5.200.000 đồng trên một mét dài. Nhưng nó cũng có thể biến đổi tùy thuộc vào kích thước và thiết kế cụ thể của mỗi ngôi nhà. Thứ hai, tủ bếp acrylic thùng cánh, trên cộng với dưới. Tủ bếp acrylic thùng cánh là một lựa chọn khá tương tự với loại tủ bếp acrylic trước đó. Cụ thể thì loại tủ bếp acrylic đẹp này cũng sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh an cường nhập khẩu từ Malaysia với độ dày là 18mm. Bề mặt của cánh tủ vẫn là lớp acrylic bóng gương, mang lại một vẻ đẹp và sự sang trọng cho căn bếp. Thùng tủ được bao phủ bởi lớp melamin chống xước, giúp bảo vệ bề mặt và dễ dàng làm sạch. Hậu của tủ thì vẫn là aluminium bền đẹp. Và giá của tủ bếp acrylic thùng cánh thường nằm trong khoảng từ 4.800.000 đồng cho đến 5.500.000 đồng trên một mét dài, nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của các bạn. Thứ ba, tủ bếp acrylic sát trần. Nếu bạn có một không gian bếp nhỏ hoặc là muốn tạo ra một thiết kế liền mạch cho căn bếp của mình, thì tủ bếp acrylic sát trần có thể là lựa chọn lý tưởng. Tủ bếp acrylic sát trần cũng sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh an cường nhập khẩu từ Malaysia với độ dày là 18mm và cánh tủ được phủ bởi lớp acrylic bóng gương. Tuy nhiên, tủ sát trần thường có giá rẻ hơn, thường nằm trong khoảng từ 1.2 triệu cho đến 1.800.000 đồng trên một mét dài, tùy thuộc vào kích thước và thiết kế. Lưu ý khi làm tủ bếp acrylic. Khi làm tủ bếp acrylic, có một số những lưu ý quan trọng để các bạn cần phải xem xét để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng được chất lượng và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các bạn. Chọn vật liệu chất lượng cao. Mặc dù có tên gọi là tủ bếp acrylic, tuy nhiên chất liệu gỗ lại là một yếu tố quan trọng nhất trong việc làm tủ bếp. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng các bạn sử dụng loại gỗ có chất lượng cao để đảm bảo về độ bền và công năng sử dụng của hệ tủ bếp ở trong nhà mình nhé. Thiết kế phù hợp với tổng thể.
Một trong những ưu điểm của tủ bếp acrylic là khả năng tạo ra các thiết kế tùy chỉnh. Do đó, khi thi công hệ tủ bếp acrylic, các bạn cũng nên cân nhắc về cách sắp xếp của tủ, kích thước và các tính năng đặc biệt mà các bạn muốn có cho tủ bếp của mình để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Đội ngũ thợ lắp đặt tủ bếp acrylic uy tín. Lắp đặt tủ bếp acrylic yêu cầu độ chính xác và kỹ thuật. Chính vì vậy, khi thi công tủ bếp acrylic, các bạn nên đầu tư tiền và thuê nhóm thợ có kinh nghiệm để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được lắp đặt đúng cách, đảm bảo về độ bền và chắc chắn của hệ tủ bếp này. Hạn chế va đập. Mặc dù acrylic là một chất liệu có khả năng chống chảy xước tương đối, tuy nhiên để giữ tính thẩm mỹ của phòng bếp luôn được đẹp mắt, các bạn vẫn nên hạn chế nhất có thể những tác động cọ sát mạnh và sử dụng bề mặt cẩn thận để ngăn cháy xước. Và đó là cập nhật chi tiết giá của tủ bếp acrylic năm 2023 mà Blog Nội thất đẹp muốn chia sẻ tới các bạn trong video ngày hôm nay. Tuy nhiên, giá của tủ bếp acrylic có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là kích thước, màu sắc, thiết kế tùy chỉnh và chất lượng của vật liệu acrylic mà các bạn lựa chọn. Vì vậy, để lựa chọn được một tủ bếp acrylic phù hợp, các bạn nên thảo luận với nhà sản xuất hoặc là thiết kế chuyên nghiệp để đảm bảo rằng các bạn sẽ có một sản phẩm phù hợp với ngôi nhà của mình và ngân sách của mình nữa nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của Blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ Blog Nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.